Ngày 24 tháng 9, Công an huyện Trần Văn Thời, Cà Mau cho biết, đơn vị đang điều tra và xử lý đối với Phan Văn Linh, 34 tuổi, về hành vi cố ý gây thương tích. Theo thông tin ban đầu, Linh đi nhậu về nghe tin mẹ vợ là bà Ca, 62 tuổi, ngụ ấp Kinh Đứng A, xã Khánh Hưng, huyện Trần Văn Thời, nhập viện và được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Trần Văn Thời. Sau khi nghe mẹ bệnh, Linh đã vào bệnh viện để thăm hỏi bệnh tình của mẹ. Vào đến nơi, thấy bà Ca được chuyển xuống khoa nội để điều trị, Linh không đồng ý với sự chuyển khoa. Sang trong mình có hơi men, gã con rể hành hung khiến một điều dưỡng bị thương ở phần đầu. Đã yêu cầu chuyển bà lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau để theo dõi và điều trị. Sau khi sự việc xảy ra, người nhà bà Ca